Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị là hai căn nhà liền kề đường ô tô nha anh chị ơi. Đây là đường huyện lộ 94 nha anh chị. Đường này là mình đi thẳng ra khoảng chừng 50 mét là mình ra cái chỗ là đường Phạm Hùng. Còn nếu mình đi thẳng đường này á thì mình sẽ vào nội ô thành phố Mỹ Tho tầm khoảng là 2 km nha anh chị. Đó, và em sẽ chạy cái con đường này để mình vào trong ngôi nhà của mình nha. Thì đường trước nhà của mình là con đường em đang chạy nè anh chị, là đường bê tông rộng 4 mét. Đường này thì xe 7 chỗ 16 chỗ mình đi thoải mái nha anh chị ơi. Bên trái là nhà dân, còn bên phải là con kênh nước nha anh chị ơi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị là hai căn nhà lầu liền kề luôn. Thì chủ mới xây xong và cần bán cho mình nha anh chị ơi. Nhà mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha anh chị. Đó, từ ngoài lộ nhựa mình đi thẳng vào trong này tầm khoảng 100 mét là mình sẽ gặp hai căn nhà liền kề như thế này, rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Xung quanh đây là dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ, hạ tầng là đầy đủ hết đó nha anh chị. Đó, thì đây là hai căn liền kề, đường 4 mét luôn, ô tô mình vào thoải mái nha anh chị. Đó, phía trước này là mình có cổng rào rất là chắc chắn, cũng như là nhà của mình á thì sẽ có là sân đậu ô tô luôn. Nếu mà nhà mình mà có nhiều thành viên á, mình có thể mua hai căn liền kề này mình ở luôn nha anh chị. Sử dụng hai nhà này á là sử dụng tường riêng chứ không phải tường chung nha. Hai căn này á thì căn ở trong là 2.3 tỷ, căn góc hai mặt tiền là 2.4 tỷ nha anh chị. Thì toàn bộ đều mình có thể thương lượng thêm về giá với chủ nha anh chị ơi. Nhà của mình á, nằm ở vị trí là ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và đặc biệt nhà mình là hướng Tây nha anh chị. Anh chị nào mà hợp phong thủy với hướng Tây, mình có thể lựa chọn những căn nhà này nha. Xung quanh đây thì dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, từ lộ nhựa đi vô đây là một đường thẳng duy nhất. Đường thì khá là dễ đi nha anh chị ơi. Và bây giờ em mời anh chị mình vào trong nhà để mình xem nha. Rồi bây giờ mình bước vào trong nhà nha anh chị. Thì nhà của mình á, diện tích á, là ngang 5 dài 19, có một cái khoảng sân rộng phía trước như thế này đó. Nhà của mình là sổ hồng riêng, full thổ cư, chủ quyền nhà cấp 3 đầy đủ nha anh chị. Nhà mình là nhà lầu có 3 phòng ngủ luôn. Đó. Thì từ nhà của mình đến chị mà mình ra ngay chỗ đường Phạm Hùng là tầm khoảng là 300 mét. Còn mình ra ngay chỗ quốc lộ 1A, ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang đó, tầm khoảng là 670 mét là đến. Nhà của mình thì gần chợ Trung An, gần bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, và cách nội ô thành phố Mỹ Tho chỉ có 2 km thôi. Thì bây giờ em đang quay cho anh chị xem là cái căn góc hai mặt tiền giá 2.4 tỷ nha anh chị. Đó, hai mặt tiền luôn cho nên là rất là thông thoáng luôn, và làm rất là nhiều cửa sổ luôn nha anh chị. Đây là khoảng không gian phòng khách của mình nè anh chị, rất là thông thoáng luôn, bên hông là có cửa sổ luôn nha anh chị. Đó, thì cầu thang sẽ được đặt ngay phòng khách của mình như thế này. Ở đây anh chị thấy là đã được ốp gạch lên tường xong hết trơn rồi, cho nên là anh chị vô là anh chị ở luôn, khỏi cần phải lắp ráp thêm gì nữa nha anh chị. Thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên của mình. Phòng ngủ đầu tiên của mình là có là đèn ngủ, là điện nước đầy đủ rồi nha anh chị, cứ yên tâm mình vô mình ở luôn, khỏi cần phải sắm sửa gì thêm. Và phòng ngủ của mình là cũng có một cái cửa sổ thông qua cái bên hông đó anh chị. Và đây là cái căn nhà bếp của mình. Nhà bếp của mình thì có là tủ trên, tủ dưới, cũng như là sắp xếp cho anh chị là mấy cái chỗ mà mình rửa tay rửa mặt nè, cũng như là cái chỗ mà để máy giặt luôn nha anh chị, là có để sẵn cho mình đây nè. Đó, đường thoát nước là có đầy đủ hết trơn rồi. Đây anh chị thấy là điện nước đầy đủ rồi, mình dọn vô mình ở ngay thôi, mình không cần mà phải đi vô điện vô nước nữa nha anh chị. Nhà này là nhà mới 100% luôn. Đây là cái nhà tắm toilet ở dưới lầu của mình nha anh chị ơi. Đó, ở đây là mình sẽ có một cái nhà tắm toilet chung ở dưới này. À, và đặc biệt nữa đối với căn góc hai mặt tiền này á, thì sẽ có một cái cửa bên hông như thế này nha anh chị. Bên hông của mình á, là cũng là đường bê tông 3 mét nha anh chị. Khu này là khu dân cư rồi, đối diện nhà mình là có nguyên một cái mảng vườn dừa rất là mát mẻ luôn. Đó, và có một cái view kênh rất là ok anh chị ơi. Đó, mà anh chị mình vào trong mình xem tiếp ha. Nhà của mình anh chị thì ngang 5 dài 19 thì cũng khá là rộng nha anh chị. Vừa rộng nè, vừa có sân đậu ô tô và có lầu cho mình luôn. Thì bây giờ em mời anh chị mình đi lên lầu để mình xem ha. Thì ở cầu thang này nè anh chị. Đó, cầu thang này thì nó cũng có một cái cửa sổ luôn. Nói chung là nhà này thiết kế rất là nhiều cửa sổ nha anh chị, để lấy gió với ánh sáng nè anh chị. Đó, ở đây mình nhìn ra rất là sáng sủa luôn, buổi ban ngày anh chị mình không cần phải bật đèn luôn. Nhà rất là thông thoáng luôn. Lên trên này thì bên tay phải của mình thì sẽ có là hai căn phòng ngủ, và đặc biệt là hai căn phòng ngủ này đều có nhà tắm toilet ở trong phòng. Đó, cho nên là buổi tối mình có đi sinh hoạt thì nó cũng ở trong này luôn, mình không cần phải đi xuống lầu nữa nha anh chị. Và phòng ngủ của mình thì cũng có cửa sổ luôn. Đó, đặc biệt là nhà tắm toilet trong phòng của mình là có sẵn luôn. Là coi như là nhà của mình là có 3 phòng ngủ cũng như là có 3 toilet luôn nha anh chị. Đó, toilet phía dưới này. Đó, anh chị thấy là cái phòng ngủ phía cùng này nè, đó cũng có toilet luôn nha anh chị. Đó, rất là tiện lợi luôn.
Nhìn phía dưới này là nhà dân của anh ta nè anh chị. Đó, nhà phải nói chung là phòng ngủ nào cũng có cửa sổ và toilet. Mình đi lên hành lang bên trên này á, thì này sẽ là phòng thờ nha anh chị. Đây là sẽ là phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung của mình ở đây cũng được. Tổng cộng mình tới 4 phòng là nha anh chị. Đây là cái phòng thờ của mình, thì phòng thờ mình cũng sẽ có là cửa sổ như thế này đó. Nói chung là cửa sổ làm rất là nhiều, và phía ngoài này sẽ có ban công nữa nè anh chị đó. Ban công thì view là view vườn dừa nha anh chị. Từ nhà của mình anh chị mà mình ra ngay chỗ chợ Trung An, cái chỗ Bách Hóa Xanh Điện Máy Xanh đó, tầm khoảng 1,5 km thôi đó. Nhà mình cũng gần với lại chợ, bệnh viện, trường học. Nói chung là khu vực này thì rất là đông đúc, vùng ven thành phố Mỹ Tho đó. Nếu anh chị mà có xe hơi thì mình có thể đậu phía ngoài này, có sân đậu ô tô cho mình luôn. Và giá thì căn góc hai mặt tiền này là 2,4 tỷ, còn căn kia kế bên là 2,3 tỷ. Mà nói chung là còn thương lượng hết nha anh chị. Nếu anh chị mua 2 căn luôn thì giá sẽ tốt hơn nha anh chị. Và đặc biệt là tường này là sử dụng là tường riêng, không phải là tường chung nha anh chị. Tuy 2 căn liền kề nhưng mà tường là tường riêng hết, tường riêng, sổ riêng luôn nha anh chị ơi. Đó, mỗi căn đều có tường, có sổ riêng hết cho mình luôn. Giá là 2,4 tỷ căn hai mặt tiền và 2,3 tỷ là căn ở bên trong. Và chào tạm biệt cô chú anh chị mình, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo ạ.